Hiếu xin chào tất cả các anh em. Video hôm nay thì Hiếu sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em thợ mới, cũng giống như các anh em thợ mà lâu năm chưa va chạm về các dòng xe phun xăng điện tử FI của dòng OISX. Video hôm nay Hiếu sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em nhận biết mạch điện trên ổ khóa của OISX FI và mạch cầu chì. Thì nguyên lý hoạt động của ổ khóa như thế nào? Thì video hôm nay Hiếu sẽ hướng dẫn cho anh em cách tận tình và tỉ mỉ để các anh em có thể làm rõ hơn. Bây giờ Hiếu sẽ tháo ổ khóa ra. Anh em chúng ta nhìn kỹ trên cái ổ khóa của nó đây. Hiếu sẽ để cái rắc của nó ngửa lên trời. Anh em chúng ta nhìn nha. Đây. Trên ổ khóa của chúng ta là có 4 dây. Thì ổ khóa của RSXFI phun xăng điện tử thì nó không giống như ổ khóa thường đâu anh em nha. Các anh em nào mà nghĩ nó có 4 dây giống như ổ khóa thường thì đấy là một cái sai lầm lớn của các anh em. Trên 4 dây của ổ khóa này của nó thì không có dây nào là dây mát, không có dây nào là dây tắt máy, mà tất cả 4 dây này anh em nha, tất cả 4 cái dây này đều là nguồn anh em nha. Anh em hiểu Hiếu không? Tất cả 4 dây này đều là dây nguồn. Hiếu sẽ vẽ một cái ổ khóa sơ bộ trên bản nháp cho anh em chúng ta xem. Anh em nhìn rõ không ạ? Thì Hiếu sẽ để cái rắc nó ngửa lên trời như cái rắc này. Anh em chúng ta nhìn đây. Như cái rắc này, 4 dây, 4 chân. Thì anh em chúng ta phải gọi như thế nào để cho nó ngầu đúng không anh em? Ví dụ chúng ta gọi chân này là chân số 1, 1, 2, 3, 4, 1, đen. Đen là 1 hay là đấy đúng không anh em? 1, 2, 2 là xanh đen. 3 là đỏ trắng. 4 là đen đỏ. 4 đen đỏ. Anh em chúng ta nhìn vào cái sơ đồ của Hiếu nha. Anh em chúng ta nhìn cái chân số 3, tức là đỏ trắng. Đỏ trắng thì cái chân số 3 này từ đâu lên ổ khóa? Thì nó là từ cái con lạp, lạp điện, lạp bình. Lạp, lạp, từ con lạp chạy mạch điện lên ổ khóa. Đấy, anh em rõ hiểu không? Chân số 3 đỏ trắng, anh em chúng ta sẽ nhìn thấy con lạp. Anh em chúng ta nhìn thấy con lạp đây nha. Con lạp thì cái dây đây là dây đỏ trắng. Đây, đỏ trắng, từ lạp lên ổ khóa anh em nha. Con lạp của chúng ta thì có 5 dây. Thì Hiếu có một bài video nói về sạc của OISX FI phun xăng điện tử rồi. Nếu như anh em nào mà chưa lắm bắt được cái chân sạc này thì vào xem video của Hiếu. Video này của Hiếu thì Hiếu chỉ nói về mạch điện, ổ khóa, cầu chì anh em nha. Còn anh em nào mà muốn học về cái mạch của con lạp thì anh em chúng ta sẽ vào video của Hiếu xem, vì Hiếu có làm video rồi. Chân con lạp của chúng ta, Hiếu sẽ rổ cái con lạp này ra này. Hơi chặt. To, nhìn con lạp rất là ngầu đúng không anh em? Đắt lắm đấy anh em. Đây, chân con lạp của chúng ta đây thì nó đang là chúng ta quay về hướng này, cũng rắc ngửa lên trời, chân số 1. Chân số 1 của con sạc của chúng ta thì nó bắt lên, nó bắt lên chân số 3 của ổ khóa của chúng ta. Thì chân số 2, tức là dây xanh đen, xanh đen của chúng ta là chân số 2 của ổ khóa. Thì từ đâu lên xanh đen và xanh đen từ ổ khóa đi đâu thì bây giờ Hiếu sẽ nói cho anh em nghe nha. Anh em nào mà chưa làm rõ cái kiến thức
Về điện ổ khóa của FI thì ghi vào quyển sách, quyển vở để chúng ta có thể hiểu hơn nha. Dây xanh đen trên ổ khóa của chúng ta nó đi tới chân DLC và chân IC, chân số 1 của IC. Anh em hiểu không? Chân số 2 tức là đen xanh trên ổ khóa nó chạy một mạch tới rắc cắm DLC và nó chia nhánh ra cung cấp nguồn trực tiếp cho IC của chúng ta. Dây này là dây nguồn nha anh em nha. Dây nguồn cung cấp cho bơm xăng. Nó là dây nguồn này. Thì dây nguồn này, dây nào cung cấp cho dây nguồn của bơm xăng, nó chính là thằng này anh em nha. Đỏ trắng, đỏ trắng. Khi chúng ta mở khóa lên đỏ trắng bắt mới cái dây đen xanh này chạy một mạch tới rắc cắm DLC và IC của chúng ta cấp nguồn anh em nha. Trước mắt anh em chúng ta đây là rắc cắm của DLC. Thì bây giờ Hiếu sẽ tháo cái rắc của DLC ra cho anh em. Rắc cắm của DLC thì Hiếu cũng ngửa lên trời, đúng không ạ? Thì dây đen xanh, đen xanh từ ổ khóa truyền xuống đây anh em. Đen xanh, anh em nhìn rõ không? Từ ổ khóa của chúng ta truyền xuống dây đen xanh, nó nằm ở vị trí chân số 4 của rắc cắm DLC. Thì tại sao chúng ta phải đọc chân số 4? Thì Hiếu sẽ để như này để cho anh em dễ quan sát. Rắc cắm ngửa lên trời, chúng ta đếm chân 1, 2, 3, 4 thì nó nằm chân số 4 anh em nha. Đấy, anh em thấy không? Dây đen sọc xanh, xanh sọc đen, anh em chúng ta gọi thế nào cũng được. Từ ổ khóa truyền xuống rắc cắm DLC chân số 4 và nó chia nhánh đến chân số 1 của IC. IC thì nó nằm trong này. Thì Hiếu sẽ nói như thế là anh em chúng ta hiểu. Bây giờ Hiếu sẽ cắm lại. Vừa rồi là Hiếu có hướng dẫn cho các anh em đọc hai mạch dây, tức là một là đỏ sọc trắng, hai là xanh sọc đen, đen sọc xanh. Và anh em chúng ta còn hai dây, một dây đen xì và một dây đen đỏ. Anh em chúng ta ngửa cái chân rắc sạc, anh em chúng ta ngửa cái rắc sạc lên trời. Thì chân số 1 là chân đỏ trắng rồi. Bây giờ anh em chúng ta đọc tiếp chân số 2. Chân số 2 đỏ vàng. Chân số 2 đỏ vàng này là dây gì? Anh em chúng ta sẽ tự hỏi bản thân mình. Chân số 2, chân số 2 đỏ vàng là chân gì, đúng không ạ? Thì Hiếu sẽ nhắc cho các anh em. Chân số 2 đỏ vàng là nguồn sạc vào bình ắc quy, tức là dây này là nguồn sạc vào bình ắc quy. Ắc quy nó lo điện hay không là do dây này anh em nha. Hai dây trắng vàng là cuộn điện xoay chiều từ vô lăng mâm điện đi lên. Lúc đấy nó đi lên thì cái dây, Hiếu phải nói như này, hai dây này của nó là dây trắng và dây vàng là nguồn xoay chiều từ vô lăng mâm điện đi lên con sạc. Lúc đấy nó sẽ lắn một dòng điện ra hai dây này. Con sạc nó sẽ lắn một dòng điện ra hai dây này. Một là dây cung cấp cho bơm xăng, hai là dây cung cấp cho mạch là bình ắc quy. Còn dây xanh này thì Hiếu không nói rồi, đúng không? Dây xanh này của chúng ta là dây mát chung của hệ thống rồi. Thì bây giờ anh em chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái dây số 2, tức là đỏ sọc vàng. Đỏ sọc vàng này nó đi đâu và về đâu, đúng không? Đỏ sọc vàng này nó lên bình ắc quy. Thì trước khi nó lên bình ắc quy thì nó còn qua cái cầu trì của chúng ta. Anh em chúng ta lại nhìn vào mạch vẽ của Hiếu. Giờ Hiếu sẽ vẽ một cái cầu trì anh em nha. Hiếu sẽ vẽ một cái cầu trì ở đây. Hiếu ngồi này vẽ là nó không đúng tư thế đâu. Vì trước mặt thì cái máy quay
và chúng ta ngồi này cầm cái bút này nó cũng không vững, ký sách thì nó ọp ẹp cho nên là nó hơi khó nhìn một chút, anh em chúng ta thông cảm. Ở Hiếu vẽ hai cái ô này tức là hai cái cầu chì. Những dòng xe đời bây giờ thì họ chạy hai cái cầu chì, một là cầu chì tổng và một là cầu chì phụ. Mỗi một cái cầu chì nó có hai dây. Hiếu vẽ hai cái sổ thẳng này lên đi. Đấy. Chân số 2 của con nạp đây anh em nha. Đây là chân số 1 rồi và đây là chân số 2. Đúng không anh em? Chân số 2 của con nạp này nó đi đâu và về đâu? Thì nó sẽ đi từ đây ra bên này anh em nha. Đây, Hiếu sẽ đây là tổng đi. Tổng nha. Đấy, cầu chỉ tổng. Nó sẽ đi từ đây ra đây nha. Chạy thẳng ra đây. Đây là dây đỏ vàng. Đỏ vàng. Tức là GI ký hiệu mã của Honda đỏ vàng từ con nạp chạy lên cầu chì. Con nạp của chúng ta còn 3 dây nữa. Rồi, dây này là dây mát, G là mát. Hai dây này là dây vàng Y trắng V kép. Tức là Y và V kép. Rồi. Y và V kép này là từ cái vô lăng mâm điện đi lên. Chuyển vào đây anh em nha. Cái đấy thì Hiếu có một bài rồi. Bây giờ Hiếu sẽ hướng dẫn cho anh em mạch ổ khóa của GSXFI. Đúng không ạ? Ổ khóa GSXFI và mạch cầu chì tổng. Khi con nạp đó truyền điện lên dây đỏ sọc vàng chạy đến cầu chì tổng, thì cầu chì tổng này nó sẽ có một dây, tức là dây đỏ anh em nha. Dây này của nó là dây đỏ bình ắc quy cộng và trừ. Dây này của nó sẽ truyền đến đây, bắt vào bình ắc quy của chúng ta. Anh em hiểu không? Đấy. Thì đây là hai cầu chì. Đây là một cái cầu chì phụ đây. Phụ đi, Hiếu ghi chữ phụ. Đấy. Cầu chì tổng thì nó như thế này rồi. Thì cầu chì phụ này nó như thế nào? Thì bây giờ anh em chúng ta sẽ nhìn vào đây. Tức là cái dây đỏ sọc vàng này nó sẽ có một cái lối nữa anh em nha. Đấy, nó sẽ lối thêm một dây nữa. Hiếu sẽ đi đây thì nó hơi lằng nhằng, thì Hiếu sẽ chạy vòng như này đi. Anh em chúng ta nhìn nha. Nó bắt vào dây này. Anh em chúng ta hiểu không? Con nạp nó đi đến đây thì nó sẽ lối một dây nữa, nó chạy vào đây, nó lối vào cầu chì phụ. Và một chân cầu chì phụ này là chân gì, dây màu gì và như thế nào, thì bây giờ anh em chúng ta sẽ biết. Chân này là chân đỏ nha anh em nha. Đấy. Chân này của nó là chân đen đỏ anh em nha. Chân này là chân đen đỏ, tức là B K trên G. BK trên G tức là đen đỏ. Thì cái dây đen đỏ này như các dòng xe phổ thông thì chúng ta gọi là nguồn. Đúng không ạ? Nguồn từ vô lăng mâm điện đi lên, tức là cái dây này là phải là đánh nửa để nổ máy. Nhưng trong hệ thống những dòng xe phun xăng điện tử FI thì nó không phải là dây của nguồn từ mâm điện xoay chiều đi lên anh em nha. Anh em phải nhớ cho Hiếu như thế. Thì cái dây BK trên giờ này, cầu chỉ phụ đi đâu? Nó sẽ đi lên ổ khóa của anh em chúng ta. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Chúng ta gần học được cái mạch ổ khóa của xe phun xăng điện tử FI của OJSX rồi đấy. Như vậy là chúng ta có một mạch điện cầu chỉ phụ đen đỏ lên ổ khóa của chúng ta. Anh em lại hướng mắt lên nhìn cái ổ khóa của chúng ta. Thì đây. Thì còn một chân nữa. Một chân này đi đâu? Một chân này của nó là chân gì? Chân này của nó là chân màu đen. Tức là chân số 1 màu đen này. Chân màu đen. Chân màu đen cung cấp cho gì anh em nhỉ? BK
Chân màu đen này cung cấp cho gì anh em? Nhan, còi, đúng không anh em? Tất cả mạch điện báo đèn số 0. Anh em hiểu chưa? Đây là dây nguồn sau khóa, dây màu đen, nguồn sau khóa, chân màu đen. Chân số 2 xanh đen thì nó lối đến ECU. Đây. Chân này là chân ECU, đúng không anh em? ECU hay ECU cũng được, nói chung là các anh em thích gọi thế nào, hay là mình gọi là IC được cho là dễ. Đấy. Còn một chân nữa nó sẽ lối đến rắc cắm của DLC. DLC. Đây là một mạch điện ổ khóa cầu chì tổng, cầu chì phụ lạp anh em nha. Thì video hôm nay thì Hiếu muốn hướng dẫn cho tất cả các anh em đang học nghề và các chú các bác. Ví dụ như là anh Huê của chúng ta là học viên của Hiếu, với cả tất cả các anh em đang trước cũng là học viên của Hiếu, thì hiện tại thì hãy xem cái mạch điện này để chúng ta có thể nắm bắt anh em nha, học hỏi một chút gì đấy để chúng ta có thể cho vào trong đầu của chúng ta. Anh em chúng ta nhìn lên ổ khóa. Bây giờ anh em chúng ta đã hiểu về cái nguồn điện và mạch điện của ổ khóa chưa anh em? Anh em chúng ta đếm chân số 1, 2, 3, 4. Thì hai cái chân trên cùng này, tức là dây đen và dây xanh đen, đen xanh, là dây đỏ sọc trắng cấp nguồn vào dây đen xanh. Và thứ hai là dây đỏ, đen, đen đỏ cấp nguồn cho dây màu đen của chúng ta. Hiếu đã vừa mới làm video và đọc chi tiết các chân và các cái đường đi của dây điện. Thì Hiếu cũng xin chúc tất cả các anh em có thể hiểu rõ hơn về cái nguồn điện này anh em nha. Và video vừa rồi thì Hiếu có hướng dẫn cho tất cả các anh em học về mạch điện ổ khóa trên xe Ui ZX FI phun xăng điện tử, mạch ổ khóa và cầu chì tổng, cầu chì phụ anh em nha. Thì video của Hiếu đến đây là kết thúc. Thì Hiếu cũng xin chúc tất cả các anh em thành công trên con đường sự nghiệp. Video 2 anh em like cho Hiếu một like và nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của Hiếu nha. Hiếu xin chào tất cả các anh em.